Xin chào những người yêu nhạc và những anh em mê loa trên kênh YouTube của Phương Phạm. Hôm nay Phương Phạm làm một clip để chia sẻ với quý anh em những cái dụng cụ mà Phương Phạm dùng để thực hiện cái kênh YouTube của mình. Vừa rồi một số quý anh em có comment và muốn tò mò, không hiểu vì sao là Phương thực hiện những cái clip rất là đẹp và âm thanh thu rất là hay. Thì Phương chia sẻ đây là những cái phương tiện của Phương. Đầu tiên là Phương muốn nói đến chiếc máy ảnh. Chiếc máy ảnh mà Phương đang dùng nhé. Đấy. Thì Phương giới thiệu với quý anh em đây. Đây là chiếc máy mà Phương dùng để quay những clip này. Đây là con máy Sony nhé. Sony A7S3. Cái body máy này là mua là 82 triệu. Đây là có thể nói là cái máy quay phim có chất lượng 4K tốt nhất của hãng Sony. Ngoài ra thì là có một cái máy nó vừa mới ra, đắt tiền gấp đôi, đó là cái máy Sony A1 quay được chất lượng 8K. Nhưng Phương chưa cần thiết đến cái chất lượng 8K. Và nếu mà chất lượng 4K thì số 1. Thế tại sao là Phương mua cái máy Sony A7S3 này để thực hiện những cái clip của mình? Đấy, quý vị đang xem hình ảnh của Sony A7S3 nhé. Còn đây chỉ là cái vỏ hộp mà thôi. Thế thì trước đó thì là Phương quay bằng điện thoại. Sau điện thoại thì là Phương sử dụng máy ảnh. Đầu tiên là cái con máy Sony A6400. Nhưng mà quay được khoảng vài tháng thì Phương thấy cái chất lượng nó củ chuối quá thì Phương giải tán. Thì Phương mua Sony A7S2. Nhưng mà cái A7S2 này, cái khả năng lấy nét của nó rất là kém và pin nhanh hết. Thì sau đó Phương giải tán thì Phương mua A7C, là cái con máy ra cùng thời với con A7S3 này. Nhưng mà mua về được một tuần thì Phương cũng phát hiện ra là nó cũng củ chuối. Thì Phương bán lỗ 10 triệu và sau đó thì Phương mua được A7S3. Bởi vì là A7S3 cho đến thời điểm này là khó mua, rất khó mua. Cho nên là cứ loanh quanh đổi đi đổi lại đâm mình thiệt thân. Thế tại sao là phải dùng A7S3? Vì là nó quay ổn định lắm. Vì thông thường những cái clip mà Phương đang quay như thế này ấy, là Phương cứ để máy nó hoạt động liên tục. Và Phương dùng một cái điện thoại. Đây, Phương dùng cái điện thoại. Phương cài cái app và toàn bộ là đang quay, tự quay. Tất cả các cái clip mà Phương làm là tự quay, không ai giúp cả. Thì dùng cái điện thoại điều khiển tự quay thôi. Và cái ánh sáng mà Phương quay đây thì Phương dùng chính những ánh sáng của cái đèn trong gia đình này thôi. Chứ không dùng những cái đèn quá chuyên nghiệp vì là cái không gian này nó cũng không phải là rộng lắm. Và lại thì là Phương không có nhiều thời gian để mà setup ánh sáng để quay những cái clip nó thật là đẹp. Và nó chỉ có không gian như thế này thôi. Bởi vì là thu âm ấy, thu âm nó rất phức tạp. Nó còn cả một cái hệ thống máy móc ở đằng trước đây này. Đấy là các cái phre, rồi lọc điện, rồi những cái thiết bị mà để phục vụ quá trình ghi âm. Thì đây là nói về cái máy ảnh mà Phương thích. Phương cũng có xem một số các cái clip mà của những cái người mà yêu khoa học, yêu công nghệ, là người ta có sử dụng những cái máy mà pro hơn, ví dụ như là máy Arri này, hoặc những máy Rec này. Đấy, phải có những cái cậu mà chỉ review những cái máy tính của mình không, có thể đầu tư một con máy Rec, giá nó khoảng nửa tỷ. Đấy, cái kênh cái gì ThinkView vậy đấy. Thế nhưng mà rất tiếc là những cái ống kính mà trên cái con máy Rec đấy thì lại cậu dùng cái máy ống kính rẻ tiền của Canon thì cũng chưa phát huy hết cái vai trò của những cái máy có tiêu chuẩn là cine. Thế thì là Phương thì là chỉ đầu tư đến A7S3 thôi, và ngoài ra là Phương đầu tư thêm là những cái ống kính mà tiêu chuẩn tốt nhất của Sony. Ví dụ là cái con ống kính mà Phương thích ấy là ống kính đầu dây này. Đấy. Ống kính này đẹp lắm. Đó. Cái ống kính này thì là nó một tiêu cự nhá, 50 mà 1.4. Đây chính là cái ống kính này này. Đây này, đó. Đấy. 50 mà 1.4. Ngoài ra thì là một cái ống kính nữa mà Phương ít sử dụng hơn, nhưng mà cái ống kính này thì là không thể thiếu được trong quá trình để chụp chân dung cho bà xã hay là những cái bạn bè Hạnh An An hay ABC mà đến đây là muốn Phương chụp thì Phương sử dụng cái ống kính này. Đầu 85 nhá, mở 1.4. Đó. Ngoài ra thì Phương có đầu tư là một cái con ống kính
Phương chẳng thích lắm nhưng mà cứ phải mua, vì có thì nó cũng thiếu mà không có thì nó thừa. Đó là cái ống kính đầu zoom 24-105. Cái ống kính này là 32 triệu này. Nhưng mà đầu zoom thì nói chung là quay chán lắm. Nên bây giờ nhá, Phương đang quay bằng cái ống kính này đây. Đấy. Bây giờ Phương sẽ lắp cái đầu ống kính này vào để quý vị xem cái chất lượng nó như thế nào nhá. Và Phương sẽ mở ống kính độ mở rộng một tí. Đó. Đấy, Phương sẽ tắt đi này. Đấy, Phương đã thay cái đầu ống kính 50 độ mở lớn là 1.4, và cái khẩu độ Phương đang quay đây là Phương để 2.8. Quý vị thấy là đây, Phương nhìn trên cái điện thoại Phương thấy là cái hậu cảnh nó xóa rất là để êm. Đó. Thế tí nữa sẽ ra ở ngoài trời thì Phương khả năng là Phương sẽ quay thử cái hình ảnh ngoài trời. Vì lâu lắm rồi là cái chiếc máy ảnh và những cái thiết bị này là Phương chỉ có dành cho quay ở trong nhà thôi. Thế tí mà ra ngoài trời thì Phương sẽ lắp cả cái ống kính tiêu cự 85 này vào để quay. Đấy, thế còn cái đầu zoom này thì Phương mua là Phương để sơ cua thôi, ít dùng lắm. Đấy là quý vị đang xem hình ảnh của cái chiếc máy ảnh mà Phương đang quay với những chiếc ống kính Phương đang có đây. Thì đấy là xong về phần máy ảnh. Bây giờ Phương sẽ nói về phần âm thanh. Quý vị thấy là từ trước đến nay thì cái kênh âm nhạc của Phương âm thanh rất là hay. Bởi vì sao? Cái việc đầu tiên, những chiếc micro Phương dùng ấy, micro cầm tay hát là Phương sử dụng là đều sử dụng cái hiệu Neumann này. Đó. Trên đây có 4 chiếc micro Neumann. Đấy. Nhưng mà một cái điều đặc biệt là micro của Phương nó sẽ khác với những cái micro Neumann mà đang có sẵn trên thị trường. Bây giờ Phương sẽ giới thiệu một chiếc micro Neumann này. Đấy. Cái hộp của micro nó như thế này này quý vị này. Đó. Còn cái micro Phương dùng đây nhá là phiên bản limited. Đấy. Theo như là ở trên mạng họ bảo là chỉ có 100 cái thôi. Đó. Tất cả những chiếc micro màu trắng đều là limited cả. Đấy. Cho nên là ở những cái MV ca nhạc này là họ sơn trắng. Họ sơn trắng chứ không phải là zin của hãng nữa nhá. Còn đã màu trắng là limited. Cái micro của Phương ấy nó có những cái điểm như thế này mà Phương sẽ giới thiệu với mọi người. Đấy. Nó có những cái điểm này này. Đây, ví dụ cái bản limited thì quý vị có thể nhìn là Phương sẽ đưa một tí. Đó. Đây. Nó có cái chữ là đây. Edition này, đấy, Edition là giới hạn. Thế thì là Phương giới thiệu tiếp. Ở trong cái bản Edition ấy thì quý vị lưu ý là nó có hai cái đặc điểm và cái quyển ngoài quyển sách ấy, để giới thiệu về micro Neumann ra thì nó có còn cái thẻ, cái thẻ của hãng đây. Cái thẻ của hãng này chỉ có những bản limited này thì mới có được cái thẻ này thôi nhá. Thì cái thẻ của Phương ấy đây là mang cái số 37, nghĩa là chiếc micro thứ 37 của hãng. Chính là cái thẻ này này đấy. Nhưng mà điều đó vẫn chưa phải là đặc biệt, bởi vì những chiếc micro này ấy là Phương đã độ lại rồi. Limited nhà Phương độ lại rồi. Tất cả những chiếc micro Neumann đang có trong nhà Phương đây thì Phương đã độ lại. Độ lại những gì? Việc đầu tiên là Phương độ lại những cái điện trở thiết yếu ở trong cái micro. Thì Phương sẽ lấy điện trở và những cái tụ điện để cho quý vị xem nhé.
Đây là những cái con điện trở chân mạ vàng, Amtran chân mạ vàng cũng là tốt rồi. Nhưng mà Phương còn có một loại điện trở khủng khiếp hơn, rất là đắt này, bé tí này. Điện trở này của hãng Kondo Auronaut làm nhá. Đấy, một cái con bé tí này là 1 triệu 2 một con này. Đó, bé xíu. Thì tất cả những cái mạch micro ấy, hay là những cái mạch input đầu vào trên những cái bàn mixer hay những thiết bị ghi âm của Phương thì Phương bao giờ cũng cẩn thận thay một cái con điện trở bé xíu thế này vào những cái mạch thiết yếu. Cho nên là không lạ gì khi mà cái giá tiền ấy, để độ một cái con micro này thay những cái linh kiện cơ bản như thế nó lên tới hàng chục triệu đồng. Nó hay như thế, đã limited rồi còn được độ nữa. Thì Phương mới thấy là khi những chiếc micro này được độ những cái linh kiện mà những cái tụ điện bé tí thế này, 1,5 triệu một con đi mua, thậm chí còn đắt hơn nữa. Đây những cái tụ của hãng Blackgate, anh em chơi audio thì đều biết cái tụ Blackgate rồi. Như những con tụ mà trị số khoảng là chịu điện áp là 500V, 100mi thì bây giờ là nếu mà mua mới thì nó cũng phải là 30 triệu đồng hoặc trên 30 triệu đồng mà một con tụ như vậy. Còn loanh quanh mua cũ phải 20 triệu. Phương đã lắp rất nhiều những cái âm ly đằng sau đây là sử dụng tụ Blackgate, đắt, giá thành đắt thì đương nhiên nó phải hay rồi. Thì trong những cái mạch mà những cái thiết bị ghi âm của Phương chế tạo ra là Phương sử dụng những cái linh kiện đắt đỏ như thế này, cho nên là nó phải hay rồi. Đây là cái chiếc micro là bản limited nhé, màu trắng. Chắc chắn là quý vị mới thấy là ở trên kênh của Phương chỉ duy nhất Phương hát bằng những chiếc micro màu trắng như thế này nhé. Đó, và cái sợi dây của nó cũng màu trắng luôn. Đấy, thế thì là Phương sẽ lại giới thiệu tiếp. Đấy, một cái chi tiết nữa là đi kèm với chiếc micro màu trắng bao giờ phải dây cũng màu trắng nhé. Đấy, thế thì là Phương sẽ lắp vào, nó sẽ thành một khối rất là đẹp thế này. Và cái sợi dây này nhá, là Phương đã test rất nhiều những cái hãng như là NotDot này. Thì Phương thấy là cái dây này hay nhất, nó đúng cái trở kháng, tiếng nghe nó dày và nó sền sệt, nghe thích lắm. Thì đấy là những phiên bản limited như thế này. Và ngay cả cái jack này đều của hãng Neutrik này, được nhưng mà được màu trắng nhá. Mua rất khó. Một cái jack này là Phương nghiên cứu rồi để mua tại hãng Neumann ấy thì đấy. Một bộ jack này gần 1 triệu đấy. Dây cũng rất là đắt. Đấy. Thì đây là những cái mà Phương khoe mọi người nó như thế này nhá. Thì cái đây là một trong những micro Phương thích. Thích vì sao mà nó hiếm. Nó hiếm, nó là cái bản mà sản xuất số lượng rất ít thôi. Đấy. Bản này Phương độ nữa. Kỳ công lắm, độ rất là ghê gớm. Và ngoài ra thì là Phương có những cái cuộn dây như thế này màu trắng. Đây, dây của hãng Canada nhưng mà được sản xuất cho hãng Neumann nhá. Thì vừa rồi được Phương thử các loại dây, Phương kết cái sợi dây này quá. Rất hay quá, thì hình như là Phương mò tận hãng và Phương mua được được một cuộn như thế này. Đấy, để về dùng cho các cái micro của mình. Ngoài ra một cái bản tiếp theo mà Phương thích nữa. Đây, Phương sẽ giới thiệu là cái chiếc bản màu Niken thế này này. Đấy, cũng không phải là bình thường đâu. Đấy. Thế thì là cái micro Neumann thì nhìn hình thức nó như thế này là ai cũng biết rồi. Đấy. Bao giờ là các quý vị thấy là nó mạ vàng hết này. Nhưng mà những cái bản của Phương đây là cái vật liệu màng đây là rất đặc biệt nhá. Đây là cái bản mà cực kỳ hiếm, có tiền không mua được. Bản 104 và bản Flirt, bản cộng ấy. Đấy, điện thoại hay những cái bản gì mà đắt tiền thì đều Pro hoặc là thêm cái chữ cộng nữa là đặc biệt. Và sao mà đặc biệt thì vì sao là cái micro này ấy là cái giải trầm của nó thu xuống tới 15 hertz như theo của hãng. Và giải cao nó thu tới 20 kHz. Đấy. Ở cái micro này, cái bản màu trắng này thì nó giải tần theo nhà sản xuất ấy là từ 20 cho đến 20kHz đó. Còn cái micro này xuống tới 15. Bản Flirt đây. Cái bản Flirt thì là
Quý vị có thể thấy là ở trên cái đây nó có cái ký hiệu Flut luôn này. Đấy. Còn cái bản màu trắng này thì nó như thế này thôi. Đấy. Logo mọi cái giống y chang nhau. Âm thanh thì nó khác nhau đấy. Thế thì là Phương giới thiệu sơ sơ là như thế. Là cái bản này cũng rất hiếm và cũng Phương cũng độ lại rồi. Từ khi độ lại thì tiếng nó nghe thì nó vênh khoảng 9 rưỡi với 10 thôi, không nhiều. Nhưng mà nửa điểm đấy là cả một vấn đề. Thành ra là đây là những chiếc micro mà Phương thích, hai cái micro là Phương thích nhất. Đấy. Một cái là bản limited số lượng vô cùng ít, màu trắng này. Và đây là bản flut. Đấy. Cái micro này nó thu để dành cho những cái giọng mà nam mà một cái giọng thật là trầm thì thu nó sướng. Hoặc thậm chí là cái giọng nữ ấy, như giọng Hạnh An An là thu bằng cái micro này nó rất là ướt. Vì giọng cô ấy nó hơi véo von trên cao một tí thì cái giải trầm ở đây nó bắt rất là tốt. Nhưng mà cho đến giờ phút này là Phương chán những chiếc micro này rồi. Chán vì sao? Là tiếng của những cái chiếc micro này nó mịn quá. Nó mịn và nó nịnh quá. Đấy, Phương không thích. Sắp tới là Phương đang mua những chiếc micro chạy bằng các công nghệ khác. Đó là micro chạy bằng Rigbon, màng Rigbon. Và thì những cái hãng nổi tiếng của Rigbon, ví dụ như là của Anh có hãng Colec này. Cái Colec Phương mua là mang cái mã số là Colec 4038. Giá cũ thị trường bây giờ loanh quanh khoảng 1.500 đến 2.000 đô. Những cái bản mà cực kỳ mới khoảng tới 3.000 đô thì những cái micro này nó sản xuất khá lâu rồi. Micro này nó sản xuất từ những cái năm 54. Cái công nghệ rất hay. Công nghệ nó dùng cái mảnh đấy. Và cái vật liệu từ khung từ rất là quý của hãng Marconi làm, hoặc là những cái micro của hãng RCA đấy. Nếu quý vị chơi audio thì đã nghe những cái đĩa Watson Electric ấy, thì là mới thấy là cái tiếng thu tiếng hát của ca sĩ nó đặc sệt và nó sần sùi chứ nó không mịn. Những cái micro này Phương thấy là nó hơi mịn quá. Có thể là do cái tai mình nghe lâu mình khó tính ra. Rất hay đấy. Đa phần là 100% ở trên cái phòng thu ở Việt Nam hay thế giới, đa phần là dùng cái micro thay chạy theo công nghệ condenser. Ví dụ đứng đầu hãng Neumann thì có cái micro đắt nhất là cái micro U67, đứng thứ nhì là M149 chạy bóng có đèn. Còn cái bản cổ nó thì nó đắt ở cái giá trị sưu tầm này. Ngoài ra là cái telephonecan U47 cũng là cái loại cũng đắt, cũng cũ rồi mà đẹp đẹp, trên eBay thấy 15-20-30 nghìn đô. Mà ngoài ra là Phương sắp tới là Phương cũng trang bị thêm một cái micro của Sony thì có hai cái bản là Phương thích. Cái bản vintage thì là Phương thích cái micro C38B sản xuất từ năm khoảng 63. Micro đây cũng khá hay. Rồi là cái micro đời mới thì nó có cái con 800G màu đen. Ví dụ trên kênh Paris by Night quý vị mới thấy là có cái micro Sony. Thì đấy là về micro. Thế còn những cái máy ghi âm nhá. Máy ghi âm mà Phương lại tiếp. Micro để thu nhạc cụ hay thu alo nói, Phương cũng dùng Neumann này. Đây, Neumann K184. Thì Phương có 4 chiếc như thế này cơ. Hai chiếc mới cứng để dành đang cất trên kia. Thì thỉnh thoảng ngày xưa mua những chiếc micro này để cho con nó thu view lông. Nhưng sau này thì khi mà đánh clip thì Phương sử dụng cái micro của hãng DPA đấy. Cái micro gắn đây nó khoảng 18 triệu. Thì cái micro đấy nó thu nhạc cụ cũng tốt. Thì đấy là những cái phần về micro. Còn những cái đồ chơi mà Phương làm thêm, ví dụ là cái phần phre để cho những cái micro này thì Phương có sử dụng, ví dụ đây là những cái con rất rẻ tiền này, Phương mua có 2-3 triệu bạc thôi. Đấy, những cái con phre cho micro, nhưng Phương lấy mỗi cái vỏ, còn mạch trong là Phương lắp nhá. Trong đây này, trong đây đang chạy quả bóng đèn Telefunken 803S chân mạ vàng đấy.
Thì quả bóng Telefunken, quý anh em mà chơi audio thì biết là một đôi bóng đẹp mới bây giờ, mid-five bây giờ nó phải 2.000 đô. Đấy, một đôi bóng như vậy thì như vậy là một quả trong đây là Phương trị giá là 1.000 đô, cái quả bóng đèn này. Còn cái quả bóng tàu thì xin được giá 100-200.000 đồng thôi. Ngoài ra nhá, trong cái như thế này ấy, Phương sử dụng rất nhiều những cái linh kiện quý, như quý vị thấy là những cái biến áp. Đây là những cái biến áp đầu vào, những biến áp đầu ra dành cho micro. Thì là tất cả đồ mà lắp tiền ấy đều phải sử dụng biến áp. Ví dụ là cái trong cái phre dành cho micro nó có những cái con Summit ấy, nó sử dụng những biến áp của hãng Zensen rất là đắt. Còn đây của Phương đây là biến áp của Watson. Thì đấy là phần micro. Ngoài ra để mà thu ở ngoài trời hay thu linh la linh tinh, Phương có sử dụng thêm những cái máy thu, ví dụ như này, mua dùng có lần hai lần nó chán, của hãng Zoom, những cái micro hoặc những cái máy để mà thu ở ngoài, những con máy như thế này đấy, bé bé đấy, hoặc là những con máy này đấy. Mỗi một con máy có cái hay của nó đấy, những cái con máy thu âm này, đây này, đây mấy con này thi thoảng dùng đấy. Thi thoảng mới dùng thôi, bí bách lắm thì cũng ra vấn đề đấy. Thì đây những cái máy thu, nhưng mà những cái máy mà thu mà quý vị đang nghe ở trên kênh là Phương chế tạo ra, những cái mạch thì Phương lắp toàn bóng đèn thôi, lắp trời cứ tụ bờ đích ghét điện trở là toàn condo đấy, bóng đèn Telefunken trên mạ vàng hoặc mu lợt trên mạ vàng đấy, những cái đắt mình làm vào thì là mình thích lắm đấy. Có những cái máy mà Phương làm ra mà anh em phòng thu trả rất nhiều tiền ấy, là Phương không bán đâu. Thì đấy là về phần nghe và phần nhìn nhé. Thì bây giờ là Phương sẽ mang cái máy ảnh này ra ngoài trời, Phương sẽ quay thử cho quý vị xem với những cái ống kính như thế này thì hiệu quả như thế nào nhé. Phương mang cái máy ra ngoài trời quay thử này. Đây là quay bằng cái ống kính dây 50 mở 1.4 này. Phương đang để độ mở là 2.8 để Phương quay cái nó xóa phông. Này, xóa phông. Dùng điện thoại thử đây. Đó. Đấy, thì đây là Phương quay trước nhà thôi. Hoa lá cảnh đẹp ghê. Đây đang đứng ở ngoài đường nhé. Đường cũng khá đông. Phương quay. Đó. Ngoài đường. Đấy. Mọi người thấy các cái góc quay. Mọi người phơi nắng một chút cùng với Phương. Hơn một tháng rồi và hôm nay nắng thế. Nhà kia, số 7 Vũ Ngọc Phan. Phơi nắng sướng thật. Chơi đàn ở ngoài này không nhỉ? Khả năng là Phương sẽ lấy đàn không chơi thử xem thế nào.